Những trích dẫn hay nhất trong sách Muôn kiếp nhân sinh. Muôn kiếp nhân sinh là một bức tranh lớn với vô vàn mảnh ghép cuộc đời, một cuốn phim đồ sộ, sống động về những kiếp sống huyền bí, trải dài từ nền văn minh Atlantis thịnh vượng đã biến mất qua vương quốc Ai Cập cổ đại hùng mạnh đến hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Cuốn sách truyền tải những thông điệp về tâm linh, nhân quả hướng bạn đọc đến lối sống đúng nghĩa. Cùng reader điểm qua những trích dẫn hay nhất trong sách Muôn kiếp nhân sinh qua bài viết dưới đây nhé. Những trích dẫn hay nhất trong sách Muôn kiếp nhân sinh Bất cứ một hành động nào cũng tạo ra một nhân quả, và đã có nhân thì ắt phải có quả, đó là quy luật vũ trụ. Nhân quả đừng đợi thấy mới tin, nhân quả là bảng chỉ đường, hướng con người tìm về con đường thiện lương. Luân hồi là một môi trường rộng lớn, nơi tất cả con người, tất cả sinh vật đều phải học bài học của riêng mình cho đến khi thật hoàn thiện mới thôi. Nếu có một cánh bướm nhỏ có thể tạo ra một trận cùng phong thì việc chia sẻ những trải nghiệm của tôi qua những kiếp sống cũng có thể giúp nhiều người hiểu biết về những quy luật bất biến trong vũ trụ và biết đâu họ sẽ nhận ra điều gì đó để thay đổi. Chúng ta phải sống có ý nghĩa, có mục đích. Bài học mà chúng ta cần phải học là hiểu rõ luật nhân quả và chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Và một khi con người tự tâm có ý thức thay đổi làm việc tốt, phát tâm tích đức, tạo phúc có thể tác động giảm tiêu trừ bớt nghiệp quả. Sự thay đổi là đặc tính của cuộc sống vô thường của chúng ta mà không mấy ai để ý đến. Chúng ta sinh ra, lớn lên, rồi già và chết. Trong mỗi giây, mỗi phút Cơ thể chúng ta đều thay đổi với hàng vạn tế bào chết đi và hàng vạn tế bào được sinh ra. Sự thay đổi được đo lường qua thời gian và chia làm ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Tất cả những gì hướng ra bên ngoài đều không mang lại kết quả lâu dài được, bởi vì hiểu biết thật sự phải đến từ bên trong. Khi thế giới bên ngoài biến động lớn đến mức không còn điểm tựa nào nữa thì chính là đến lúc chúng ta buộc phải quay vào bên trong. Con người thật ra chỉ là những năng lượng vũ trụ. Những năng lượng này tạm được gọi là thực thể Mặc dù cách gọi này không chính xác lắm, thực thể sẽ hóa hiện trong các thân xác khác nhau, trải qua nhiều kiếp sống khác nhau để học hỏi, lúc tái sinh thành người, lúc thành thú vật, lúc thành các sinh vật ở các cõi giới khác để học bài học mà họ được định phải học. Càng ngày con người càng sống một cách ích kỷ, tham lam, phung phí và vô cảm. Họ không biết thế nào là đủ mà vẫn ham muốn nhiều thứ. Họ tiếp tục phá hoại thiên nhiên không thương tiếc để thỏa mãn lòng ham muốn chiếm đoạt mọi thứ. Họ không bao giờ biết đủ và tiếp tục vơ vét những gì họ có thể chiếm đoạt nên sẽ phải học bài học này dưới những hoàn cảnh mà họ không bao giờ nghĩ là có thể xảy ra cho mình được. Tình thương không phải chỉ dành riêng cho loài người mà bao trùm muôn loài trên thế gian. Tình thương xóa bỏ nỗi sợ hãi, vì nếu không có sự thông cảm và yêu thương, loài thú không thể chuyển kiếp thành người được. Đừng lẫn lộn việc tĩnh tâm với việc tu luyện một phép thần thông nào đấy hay mong muốn đạt được thứ gì đó. Sự cố gắng lúc đầu chỉ để tập một thói quen tích cực nhằm đạt đến sự bình an loại bỏ những tư tưởng lộn xộn trong đầu óc. Khi những tư tưởng lộn xộn đã được loại bỏ và tâm đã an thì mọi việc sẽ khác. Không chỉ có kiếp người mới có luân hồi, tái sinh mà các đế chế, triều đại, các nền văn minh của nhân loại của hành tinh này cũng có những chu kỳ luân hồi theo một quy luật không có gì là vĩnh hằng mãi mãi. Một khi con người tự tâm có ý thức thay đổi làm việc tốt, phát tâm tích đức, tạo phúc cũng có thể tác động giảm tiêu trừ bớt nghiệp quả. Tác động tương hỗ bù trừ này được luật nhân quả từ vũ trụ xét trên nhiều yếu tố chứ không đơn thuần như phép cộng trừ nhân chia. Nhiều người đã biết câu nói nổi tiếng, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Nhưng giữa biết và thấu hiểu có một khoảng cách rất xa. Từ biết, hiểu rồi trở thành niềm tin thực sự còn tùy thuộc vào độ trải nghiệm thực tế và căn duyên của mỗi người. Nhưng, ở trên đời có nhiều chuyện xin đừng đợi thấy mới tin. Tương lai của mỗi con người, mỗi tổ chức, mỗi quốc gia và cả hành tinh này sẽ ra sao trong giai đoạn sắp tới là tùy thuộc vào thái độ ứng xử nhìn nhận và thức tỉnh của từng cá nhân từng tổ chức từng quốc gia đó tạo nên nếu muốn thay đổi cần khởi đầu bằng việc nhận thức chuyển đổi tâm thức lan tỏa yêu thương và chia sẻ sự hiểu biết từ mỗi người chúng ta trước